Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, thưa quý vị, cái hú gạo nó đã trở thành một trong những cái món đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Nhưng mà ngoài tác dụng là đựng gạo thì cái hú gạo còn có một cái tác dụng cực kỳ tuyệt vời đó là chiêu tài mà không phải ai cũng biết, đúng không ạ? À, sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí, cách thức đặt hú gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, gạo từ lâu đã giữ một cái vai trò quan trọng trong bữa ăn của người dân châu Á. Riêng ở Việt Nam ấy, thì gạo đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người thông qua những cái bữa cơm gia đình. Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam thì những món ăn từ gạo luôn được biến tấu đa dạng và giữ một cái vị thế chủ chốt. Ở trong phong thủy, hũ gạo còn là một trong những cái vật phẩm phong thủy giúp chiêu tài lộc cực tốt cho gia chủ. Cái mà nhà ai cũng có nhưng mà hầu hết mọi người đều bỏ qua cái vấn đề chiêu tài lộc từ cái hũ gạo này. À, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những mẹo phong thủy của cái hũ gạo giúp thu hút tài lộc xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, như quý vị đã biết ý, gạo được mệnh danh là hạt ngọc trời là cái thứ linh phẩm linh thiêng mà tạo hóa đã ban cho nhân loại à, trở lại các truyền thuyết từ các thời vua hùng thì chắc hẳn chúng ta không thể nào quên được cái câu chuyện về bánh trưng bánh dày à, chiếc bánh trưng từ gạo nếp mộc mạc đã giúp cho chàng hoàng tử nghèo có được cái ngôi vua hay đến chuyện chàng thạch xanh trong chuyện cổ tích đã chiêu đãi quân sứ thần của nước bạn bằng cái nồi cơm thần để ca ngợi cái sự chủ phú của đất Việt. Ai còn nhớ những cái món bánh được làm từ những hạt gạo còn thơm mùi lúa mới? Ngày xưa ông bà cha mẹ đã khéo léo làm cho chúng ta như là bánh tét, bánh lá, bánh ú hoặc là bánh bột lọc vân vân. À, những cái thức quà đơn giản của tuổi thơ mang đậm cái tính quê đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gạo cũng là cái lương thực của một bộ phận lớn của người dân trên thế giới. Trong đó, 95% người Việt Nam sử dụng gạo trong cái bữa ăn hàng ngày. Gạo là cái sản phẩm thu từ cây lúa. Và kể đến cái việc cây lúa thì chúng ta còn cả một cái nền văn minh lúa nước kéo dài hàng ngàn năm nay. Cây lúa đã trở thành cái biểu tượng văn hóa và ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt. Cái hạt gạo mà chúng ta thường gặp là hạt gạo trắng, có màu trắng đục hoặc là màu trắng trong tùy loại. Bên cạnh đó thì gạo có thể biến thành nhiều cái món thức ăn. Gạo cũng có thể nấu thành cơm, cháo hoặc biến tấu như thành các món như là bún, phở, miến, bánh tráng vân vân. Bên cạnh đó thì gạo còn đóng một cái vai trò quan trọng trong công nghiệp sản xuất rượu, sản xuất bánh kẹo, thậm chí là gì? Sản xuất mỹ phẩm. Gạo được sử dụng phổ biến ở châu Á và châu Phi. Bên cạnh đó, hạt gạo còn đang được dần dần hội nhập cái ẩm thực ở phương Tây. Từ đó cho thấy cái ý nghĩa của hạt gạo là vô cùng to lớn và quan trọng đối với người dân Việt Nam nói riêng và với các quốc gia sử dụng cái hạt gạo nói chung. Vậy thì cái hũ gạo đặt ở đâu để thu hút được cái tài lộc đúng không ạ? Mang lại được cái may mắn cho gia chủ, mang lại được sự bình an cho gia đình. À, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, vị trí đặt hũ gạo trong nhà đúng phong thủy. À, thứ nhất là chúng ta không nên đặt hũ gạo ở hai cái hướng đông và đông nam. À, phong thủy xưa kia quan niệm hũ gạo nó thuộc hành thổ bởi cây lúa được trồng lên từ đất đó mà đất là thổ tuy nhiên cái hướng đông và hướng đông nam nó lại thuộc hành mộc mà mộc thì khắc thổ nên là không thể đặt cái hũ gạo ở hai hướng này Dù nhà có chật trội thế nào đi chăng nữa Thì đặt hũ gạo ở hướng đông và đông nam Cũng sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều trắc trở Tài vận thì không được suôn sẻ Công việc thì lúc nào cũng bị trắc trở không thuận lợi à, Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở hai hướng tây nam hoặc hướng đông bắc Vì đây chính là hai hướng thuộc hành thổ à, Bên cạnh đó cái hũ gạo thường phải đặt theo cái nguyên tắc là gì Hai kín Tức là gì đậy kín và để ở những nơi kín đáo À, chưa nói đến khía cạnh phong thủy ngay trên thực tế nên đặt gạo ở những nơi sạch sẽ cao giáo cao hơn mặt đất đậy kín để tránh bụi bẩn tránh chuột rán kiến cũng như là tránh ở mốc nó tấn công nó làm cho cái hạt gạo nhanh hỏng từ đó sẽ không tốt cho sức khỏe của con người à, trong phong thủy thì người á đông quan niệm cái việc kê hũ gạo cao lên thể hiện cái sự quý trọng và bảo vệ cái tài lộc của gia đình hũ gạo chính là cái kho cất giữ cái tài lộc thịnh vượng của cả gia đình nhà mình bởi vậy, ngoài việc kê cao còn phải cất ở nơi kín đáo, nhất định không nên để cho người lạ nhìn thấy ngay khi mà thấy khi mà bước vào cửa. Tốt nhất là nên đặt hũ gạo ở một cái vị trí khuất nhưng mà dễ lấy ở trong phòng bếp. Thứ hai là tuyệt đối không để hũ gạo, thùng gạo hết gạo. Cái việc để thùng gạo để hũ gạo nó hết gạo ấy thì sẽ chẳng khác nào thể hiện cái sự việc của gia chủ mất mát đi cái tài lộc thịnh vượng đúng không ạ? Bởi theo phong thủy, hũ gạo là cái vật chứa đựng cái ý nghĩa tốt lành giữ được cái vận may. Vậy nên không nên để trống rỗng. Tốt nhất quý vị nên đổ đầy cái hũ gạo khi mà chỉ còn 3 phần tư hoặc một nửa ấy thì quý vị có thể tiếp tục đổ gạo mới vậy, khi mà hũ gạo sâu hơn. Nó tượng trưng cho sự no đủ, đầy đủ để luôn giữ được cái vận may trong gia đình và tránh được những cái điều xui xẻo không đáng có. À, thêm một lưu ý nữa là quý vị cũng không nên để ai đổ sạch cái hũ gạo đi vì đây được cho là cái điều cấm kỵ trong phong thủy. Thứ ba là đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo. Quý vị thân mến, trong quan niệm dân gian cho rằng khi mà đặt một bao lì xì màu đỏ ấy, bên trong tượng trưng một ít tiền và đặt ở dưới đáy hũ gạo trước khi cho gạo vào sau đó đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn trên con đường tài lộc kiếm được nhiều nhưng mà là gì tiêu xài rất ít cái phương pháp này được áp dụng quanh năm chứ không riêng gì cái ngày mùng một tết một điều lưu ý là khi thực hiện cái mẹo phong thủy này thì các bạn phải làm bí mật bạn chỉ nên đặt cái phong bao lì xì vào trong cái thùng ấy, khi mà quanh đó không có bất kỳ ai À, các bạn cũng không nên tiết lộ cho người khác biết bởi càng bí hiểm thì sẽ càng linh nghiệm càng nhiều người biết thì cái vía xấu của họ sẽ có thể phá hoại cái tài vận của bạn đang có à, theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa ấy, thì cái việc đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo thì cũng thể được thay thế bằng một cái chùm hoặc là một viếng vải đỏ phủ lên nắp hũ gạo cái phương pháp này sẽ giúp cho gia chủ thu hút được thêm nhiều tài lộc và may mắn bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chọn những hũ gạo và sắp xếp hũ gạo đúng phong thủy sao cho hợp lý đúng không à, theo quan niệm của người xưa ấy, thì cái hướng đông và đông nam là mộc, mộc khắc thổ. Vì thế, không nên đặt hũ gạo ở hai vị trí này sẽ khiến cho cả nhà gặp vận hạn, Xui xẻo, kinh tế thì đi xuống và gặp nhiều cái trắc trở. Nên đặt hũ gạo ở hai hướng tây bắc và đông bắc vì đây là hai hướng của hành thổ, thổ và thổ nó tỷ hòa đúng không ạ? À, thứ bốn là sử dụng cái vật liệu làm hũ gạo. À quý vị thân mến, hũ gạo nên được làm từ gốm kỵ những dùng cái khay hũ gạo bằng kim loại hay bằng nhựa gốm xứ nó thuộc hành thổ hũ gạo bằng gốm thì sẽ tựa như là gì cái mảnh đất sinh sôi ra hạt gạo là biểu trưng của sự cắt lành thổ của hũ gốm và thổ của gạo lại cùng nhau đấy, khiến cho thổ khí càng thêm mạnh mẽ và bền vững từ đó sẽ đem đến may mắn và tài lộc cho gia chủ cái hũ gạo làm bằng kim loại nó thuộc hành kim đấy, nó sẽ hút cái thổ khí của gạo cái hũ gạo bằng gỗ là thuộc hành mộc thì mộc sẽ gì khắc với cái thổ khí của gạo vì thế, cái hũ gạo làm bằng kim loại hay là bằng gỗ là cái vật dụng không nên và tối kỵ dùng. Ngụ ý không tốt cho cái vận trình tài lộc cũng như là làm phá tài hoặc là tiêu biểu là làm tan biến cái tài lộc của gia chủ. À, thưa quý vị, cái kho thóc trước đây thì cũng thường được làm bằng gỗ bởi vì các loại gỗ này cũng đã, đã được gì hóa giải bằng các phương pháp phong thủy nên là không còn gây hại nữa. À, ngày nay thì nhiều gia đình dùng đồ nhựa để đựng gạo. À, không những không hợp phong thủy về lâu dài mà nhựa còn là chất liệu độc hại, có thể ngấm vào gạo gây nguy hại cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Thứ năm là chọn hình dáng hũ gạo phong thủy. Nên chọn hũ gạo phong thủy có hình tròn đấy, hình tròn bởi cái hình tròn nó tượng trưng cho hành thổ. Những hũ gạo có hình dạng khác như hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật thì đều không phù hợp để lựa chọn. Hũ gạo nên cao, sâu và tránh dùng những hũ gạo nông lùn. Đơn giản là vì hũ gạo tượng trưng cho sự no đủ, cho sự giàu có của gia đình mà những vật cao sâu sẽ tránh được cái nguy cơ là tài lộc bị thất thoát. Thứ sáu chọn màu sắc của hũ gạo. Hũ gạo trong phong thủy trong nhà thì nên chọn màu vàng, màu đất, màu nâu đất. Đó. À, trước kia những gia đình nhỏ ở nông thôn ấy, thì chuyên sản xuất lúa gạo đều dùng cái hũ gạo có màu sắc như vậy. đơn giản là vì nó là màu mang tính chất của hành thổ. vì vậy khi đựng gạo thì thổ khí nó sẽ được vượng. À, tuy nó không được đẹp đẽ nhưng cái màu sắc này lại này cực kỳ hợp phong thủy. và ngày nay người ta làm ra cái hũ gạo với đủ các loại hoa văn rực rỡ, sặc sỡ, rất thu hút con mắt của người xem. À, có điều là có hũ gạo mang nhiều cái màu sắc thực dụng như vậy sẽ lại không đúng phong thủy nên các bạn lựa chọn sao cho cân bằng giữa hai yếu tố về thẩm mỹ và gì và phong thủy. À, thưa quý vị như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tiêu chí để chọn hũ gạo và đặt hũ gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Hy vọng với những cái chia sẻ ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin hữu ích về cái chuyện là đặt thú gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc đó cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn